Bài toán phân số bằng nhau. Hãy giải bài toán này và chọn đáp án đúng trong vòng 5 giây. Thời gian đếm ngược bắt đầu. Bạn đã giải được chưa? Hãy cùng xem cách giải nha. Đây là một bài toán cực kỳ đơn giản. Hai phân số A phần B và C phần D được xem là bằng nhau nếu A nhân D bằng B nhân C, tức là tích của hai số ở vị trí chéo nhau sẽ bằng nhau. Từ đó ta có một câu thần chú cực kỳ hay, đó là nhân chéo chia ngang, chuyên dùng để giải các bài toán về phân số bằng nhau. Áp dụng ngay câu thần chú này, để tìm số chưa biết, ta sẽ nhân hai số đã biết ở vị trí chéo nhau, sau đó chia cho số còn lại, tức là lấy 5 nhân 15 chia 3. Vậy, đáp số của bài toán này là 25. Các bạn có giải đúng không? Hãy comment cho StudyCare Education được biết nha. Đây là bài toán được trích từ quyển Bài tập phát triển năng lực môn toán lớp 6 tập 2 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp ích cho bạn. Hãy thả tim, lượt video và follow StudyCare Education để xem thêm những video thú vị khác về học thuật nha.